Chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang trên tay chiếc Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus nhé. Thì con này nó chạy chip Dimensity và nó hiện nay đã lên HyperOS rồi. Thì như các bạn đã biết là HyperOS thì hiện giờ là unlock nó rất là đắt, không rẻ nhé. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái ROM quốc tế cho con này sang tiếng Việt luôn mà không cần phải chờ 7 ngày nhé. Mà cũng không cần phải unlock ladder, bởi vì HyperOS này unlock ladder đắt lắm, chúng ta sẽ không thể chịu được giá được đâu. Đấy nên mình sẽ sử dụng cái phương pháp là chạy tiếng Việt mà không cần chờ ngày nhé, không cần unlock order, chạy xong luôn. Và mình có hỗ trợ làm online cho anh em thợ cửa hàng và người dùng bình thường thôi mà có kinh nghiệm biết sử dụng máy tính các thứ là mình đều làm được nhá. Bây giờ mình sẽ up con này sang ROM tiếng Việt. Đây là mình đã chạy xong cái ROM tiếng Việt cho nó nhé. Bây giờ mình sẽ bật máy lên. Ok thì máy đã lên nhá. Giờ mình sẽ active vào trong này. Bây giờ đã có tiếng Việt đầy đủ nhá. Xiaomi HyperOS nhá. Ok thì máy đã vào được bên trong nhá. Bây giờ là máy sẽ không có những cái app thừa của Trung Quốc nữa, rất là đẹp này. Đấy. Và khi lên ROM quốc tế này thì thông báo nó sẽ nhanh nhé, nó không bị chậm thông báo cho Trung Quốc. Đây và hiện tại đây mình cho các bạn xem về thông tin nhé. Thông tin máy này sau khi mình đã áp sang quốc tế xong này, giới thiệu điện thoại này, nó báo bản cập nhật luôn rồi nhé. Mình cho các bạn xem thông tin xong mình sẽ thử cập nhật luôn này. Redmi Note 13 Pro 5G này, 13 Pro Plus 5G này, Pro cộng 5G này, đang ở phiên bản OS là 1.0.3.0. Thì giờ mình sẽ cập nhật tiếp lên nhé. Đây nó sẽ có bản cập nhật lên 1.0.4.0 này, mình sẽ thử update luôn này. Xong nhé, giờ mình sẽ nhấn khởi động lại này cho nó cài đặt này. Tôi đã update xong các bạn nhé, update ngon luôn. Đã lên Hyper bản 1.0.4.0 nhé. Rồi ok, reset thoải mái, update thoải mái nhé. Mình là Đoàn Áp Zoom nhé. Ngoài ra bên mình còn hỗ trợ cho nhiều dòng máy khác như là con Xiaomi Redmi Note 3 Pro này, mã là Gadget này, cũng áp ROM quốc tế không cần unlock, ok nhé. Đấy, rồi thì nhiều dòng khác như các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé. Đấy, rất là nhiều dòng. Nếu những dòng nào mà nó cứ bị lên HyperOS mà giá unlock nó đưa cao quá ấy, các bạn không thể mà làm theo kiểu unlock nó được thì bên mình có phương pháp unlock là không tháo máy nhé. Ngoài ra thì bên mình cũng chuyên mở tài khoản Mi, mở tài khoản Mi Việt Nam nhé, Xiaomi Việt Nam, giá tốt cho anh em thợ cửa hàng hoặc là người dùng bình thường luôn. Đấy, bên mình là server gốc nhé, giá mở rất là tốt và xong ngay, có hỗ trợ mở tài khoản Google sau khi làm xong cho các bác cần nhé. Rồi thì unbreak các dòng Xiaomi thì bên mình cũng unbreak cho rất nhiều bác mà Xiaomi mà áp zoom sai, bị clean and lock, bị treo các thứ nhá, bên mình hỗ trợ hết nhá. Đấy, thì có nhu cầu thì cứ lên bên mình. Sơ đoàn áp zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Xin cảm ơn, xin chào các bác.